Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Quý trăng non, quý trăng non lại chọn lấy một ngày để dùng ngày này để xung vầy đại gia. Ở hôm nay tình cảm trang hòa, họ hàng người ngoại thật là hân hoan, đón mừng dễ thảo phong hoa, mừng cho bạn lên duyên vợ chồng. Tình yêu của bạn trẻ Trung Đô sẽ duyên cùng cô dâu Thúy Ngọc đã trải qua những ngày dài tháng đợi, những cây xanh vươn thở khí trời, đợi đến ngày nở hoa kết trái. Qua thời gian dài tìm hiểu, được sự đồng của thân họ, sự vun đắp của các bạn thân đồng nghiệp hai bên cơ quan, điều đặc biệt sự tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của chính quyền sở tại hơn nữa, đó là được sự chung tay thao liệu của hai bên gia đình. Ngày hôm nay ngày đại lễ, ngày mà đoàn biểu gia đình nhà trai vui mừng và phấn khởi được tiếp chung tiên cánh thật đồng để hướng định tham gia với đoàn đại biểu gia đình nhà gái. Khi vui mừng và phấn khởi cho hai bên gia đình mình đón được dâu hiền và dễ thảo về hôn trường cưới long trọng của nhà hàng Asan. Để tổ chức một buổi lễ thật sự hạnh phúc và vui vẻ và cô dâu ngày hôm nay, cho phép bạn xin ít phút để giới thiệu về sự hiện diện đặc biệt của các vị khách quý trong hai bên gia đình. Xin thưa quý vị, vâng, vượt qua một chặng đường rất dài để có mặt tại hội trường, các vị khách đặc biệt thành viên đoàn đại biểu gia đình nhà gái có đông đủ các cụ các bà các bác các cô chú đều đặc biệt thật hạnh phúc cho vui vẻ và cô dâu khi sự hiện diện của ông bà ngoại của cô dâu hôm nay ở độ tuổi rất cao với sức khỏe rất tuyệt vời hiện diện tại hội trường để mừng sinh mới mừng hạnh phúc hai cháu. Rất muốn quý vị hãy cùng một tràng pháo tay thật rộn rã với sự hiện diện của ông bà ngoại của cô dâu quý mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Với ông bà ngoại của cô dâu có đông đủ các bác, các cô chú, anh chị em trong đoàn đại biểu gia đình nhà gái, đặc biệt đấng sinh thành cho cô dâu Thúy Ngọc hôm nay cũng hiện diện rất đông đủ. Kính thưa quý vị, thật hạnh phúc cho chú rể và cô dâu khi hiện diện tại hội trường. Sự hiện diện của ông bà Trương Hoa sinh thành nhật ra chú rể Trung Đô hôm nay hiện diện tại hội trường để đón nhận tình cảm của quý vị cùng với ông bà Trương Hoa thay mặt trưởng đoàn đại biểu gia đình ông Trần Phù bác của chú rể Trung Đô hôm nay hiện diện tại hội trường đón nhận tình cảm quý vị một lần nữa. Hãy dành những tràng pháo tay thật rộn rã. Niềm vui lớn nhất, niềm vui hòa chung niềm vui chung trong năm này còn có các vị khách quý bà con hàng xóm cô bác gần xa, đặc biệt là nhân dân tổ dân phố 12 của phường Nam Cường nơi sinh sống của ông bà Trương Hoa đang sinh sống tại đây. Một lần nữa rất mời quý vị dồn một tràng tay nồng nhiệt chào đón những vị đại biểu đã hiện diện tại hội trường trong buổi lễ hôm nay. Có lẽ giờ phút này là giờ tốt đẹp nhất, giờ mà đoàn biểu hai bên đình mong đợi những bước đi hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Chú rể và cô dâu khi xuất hiện tại hội trường rất muốn những bước đi hạnh phúc đó lúc này là lên sân khấu. Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng bước đầu son sắc chú
chiếc số trăm năm kỳ nhạc khí trời, thuyền tình cập bến đẹp đôi đôi, trai tài gái sắc thể sông núi, hạnh phúc cùng chung đến trọn đời. Gần vào một chút. Trải qua những năm tháng học tập rất cơ bản, ngày hôm nay thật vinh dự và tự hào cho người dẫn chương trình tại nhà hàng Asan được giới thiệu về nơi công tác của chú rể và cô dâu. Xin thưa với quý vị đoàn biểu hai bên gia đình, chú rể Trung Đô Sánh Xuyên cùng cô dâu Thúy Ngọc hiện đang công tác tại thủ đô Hà Nội, xin phép được đứng lên trên thềm hạnh phúc cao nhất của hôn nhân cưới nhà hàng Asan Lào Cai để được ra mắt các cụ các bác bà quý cơ quan cùng lời kính chúc mẹ một lời chào đón nồng nhiệt nhất. Đằng thắm đôi đôi mừng hạnh phúc và hoan hỉ hai nhà kết thông gia khi về hôn trường cưới của buổi lễ thành hôn, trước niềm vui những nụ cười, trước sự đón tiếp nồng hậu của đoàn đại biểu gia đình nhà trai, gia đình ông bà Trương Thoa sinh thành chú rể Trung Đô long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, thật vui mừng và phấn khởi cho đoàn đại biểu gia đình nhà gái hôm nay trước sự đón tiếp nồng hậu lại có được thêm chàng rể thảo trong gia đình, trước niềm vui niềm phấn khởi vô bề bến này được sự quyền của đoàn đại biểu gia đình nhà gái thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình ông Trung bà Thoa đã dành cho đoàn biểu gia đình nhà trai đến được quê hương Hà Nội, Hải Dương, Yên Bái, Lào Cai rất nồng hậu hôm nay. Xin mẹ một lần nữa dành một tràng tay trước sự đón tiếp trọng thị này. Hôm nay trông chú rể thật là hiền và trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng để rồi cô dâu xinh xắn bên họ hàng, sức quan viên hai họ. Tiếp theo chương trình, ban chúng tôi xin trân trọng kính mời chú rể Trung Đô hãy trao nhẫn cưới cho cô dâu Thúy Ngọc trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Trong giây phút này ta thuộc về nhau, trong giây phút này có nhau mãi mãi. Nói yêu anh đi em, nói yêu em đi anh. Hãy hứa dẫu mai ra sao sẽ luôn có nhau suốt đời. Hãy lắng nghe trái tim rung động, ngôi sao chứng nhân cho đôi ta. Muôn hoa thắm tươi tô điểm cho đôi mình, cùng nhịp đập con tim trao lời yêu thương. Thiên đường hạnh phúc là khi anh có em, thiên đường hạnh phúc là khi em có anh. Hãy cầm tay anh đi em, hãy ôm anh thật chặt, để tình yêu đôi ta mãi mãi luôn gần nhau. Thiên đường hạnh phúc là khi em có anh, thiên đường hạnh phúc là khi có em bên cạnh. Nở nụ cười ấm áp, trao nhau lời tin yêu, suốt cuộc đời này ta mãi thuộc về nhau. Thuyền đường hạnh phúc. Giây phút này ta thuộc về nhau, trong giây phút này có nhau mãi mãi. Nói yêu anh đi em, nói yêu em đi anh. Hãy hứa dẫu mai ra sao sẽ luôn có nhau suốt đời. Hãy lắng nghe trái tim rung động, ngôi sao chứng nhân cho đôi ta. Muôn hoa thắm tươi tô điểm cho đôi mình, cùng nhịp đập con tim trao lời yêu thương. Nở nụ cười ấm áp, trao nhau lời tin yêu, suốt cuộc đời này ta với nhau. Thiên